Chính phủ Iran vừa thông báo Tehran và La Habana đã ký 7 thỏa thuận hợp tác và bản ghi nhớ trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đến nước Cộng hòa Hồi giáo. Tuyên bố của chính phủ Iran nhấn mạnh lãnh đạo và quan chức cấp cao của Iran và Cuba đã ký 7 văn kiện và văn bản ghi nhớ hợp tác. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel cũng đã ký tuyên bố chung về việc củng cố mối quan hệ chiến lược. Những bản ghi nhớ và văn kiện được ký giữa Iran và Cuba đề cập đến các lĩnh vực như khoa học, công nghệ, y tế, nông nghiệp, năng lượng, khai mỏ và truyền thông. Chuyến thăm Iran của Chủ tịch Miguel Díaz-Canel là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Cuba tới nước Cộng hòa Hồi giáo kể từ năm 2001, thời điểm Chủ tịch Fidel Castro đến Tehran. Cuba và Iran đã duy trì quan hệ ngoại giao từ ngày 8 tháng 8 năm 1979. Tháng 6 vừa qua, Tổng thống Iran Ibrahim Raisi đã có chuyến thăm chính thức Cuba và hai nước đã ký kết 6 văn kiện hợp tác nhân dịp này. Bộ Tư pháp Mỹ truy tố cựu đại sứ ở Bolivia Victor Manuel Rocha với cáo buộc làm điệp viên cho Tổng cục Tình báo Cuba từ năm 1981. Ông này bị bắt ngày thứ 6 tuần trước bởi Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI. Victor Manuel Rocha, 73 tuổi, bị truy tố với nhiều tội danh liên bang, trong đó có làm đặc vụ nước ngoài trái phép và sử dụng hộ chiếu giả. Giới chức Mỹ cáo buộc Rocha làm điệp viên ngầm cho Tổng cục Tình báo Cuba từ năm 1981 và vẫn tiếp tục hoạt động này cho đến khi bị bắt. Rocha thừa nhận làm việc cho La Habana trong loạt cuộc gặp năm 2022 và 2023 với một đặc vụ ngầm của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đóng giả đại diện Tổng cục Tình báo Cuba. Ông Victor Rocha làm việc tại Bộ Ngoại giao Mỹ từ năm 1981 đến năm 2002. Ông dần thăng tiến và đảm nhận nhiều chức vụ ở các thủ đô các quốc gia như Cuba, Argentina, Mexico và Cộng hòa Dominican. Ông còn là thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng năm 1994 đến năm 1995 và là cố vấn của chỉ huy Bộ Tư lệnh Miền Nam Quân đội Mỹ giai đoạn 2006 đến 2012.